ba anh em đi chơi chiều mọi nha, sau những ngày dài mệt mỏi, sau một tuần làm việc căng thẳng sau thì một tuần làm việc căng thẳng thì anh em chúng tôi đi relax lại tinh thần. Cho cái điện lên. Hôm nay chúng tôi đã đi lên một căn homestay trên đỉnh Tam Đảo sau nhà thờ anh em ạ. Nhưng mà tại vì bây giờ Tam Đảo hiện đại quá không nhìn được căn nhà. nhìn thấy được với quảng trường ấy. Rồi, mang theo đồ nghề này. Mang đi chụp à hay quay đấy? Chụp, cả chụp quay. MV à? Hôm nay Hiếu quay một MV em các bạn. Ra cổ máy ra đi. Rồi. Hay quá. Căn phòng này ở hai người thì hai người một nam một nữ thì hay nhỉ? Đúng rồi, như này là thích mà. Thích như này thôi á. Đó chỉ ok mà đúng không? Ok. Tối nay các bạn ạ, chương trình tối nay nó mới gọi là thâu đêm suốt sáng này. Đây là hôm mới ấy, thành ra là mọi thứ nó chưa được chỉnh chu lắm. Để làm hôm. Đấy để ngay dưới đây đúng không? Đây cái nhà này. Nhưng mà bây giờ cho đây nó thành nhà nó đấy thôi. Tầm này hơi tối các bạn, ngày mai tôi sẽ quay cho các bạn xem từ dưới lên trên. Đây bây giờ anh tắm xong. Ba anh em chúng tôi bảo là đi Tam Đảo chơi ấy. Bảo đi chỉ có ba anh em thôi nhưng mà không ai tin. Bảo cái gì chả có gái. Thì hôm nay tôi sẽ quay vlog để cho các bạn xem hôm nay sẽ có những bạn gái nào. Hôm nay sẽ đông gái lắm đây. Giờ toàn gái ngoài quảng trường ấy. Đẹp quá không? Đấy nó không có gồm tóc nó đéo đứng được. Đâu? Tóc đâu bây giờ? Đây. Nó cứ mềm mềm ấy. Nếu mà anh muốn nó vào nếp thì anh phải xoa nó cứng tóc đi. Cho nhiều hơn nữa à? Nó phải nhiều hơn nữa. Nếu mà anh rồi thích vuốt vào nếp này. Em cũng thích vuốt vào nếp. Các bạn tóc em nó cứng, tóc của anh gọi anh nó mềm thì nghe. Đây để nó ở trên nó kiểu nó đừng vào nếp quá, nó hơi bị rối một tí. Đây, trên nó có mấy gợn sóng nhìn rất đẹp. Chứ nếu mà bút được tới tầm này có tí gom nữa là đẹp nhỉ. Hết sảy luôn đấy. Nếu mà có tí gom nữa đẹp. Còn luôn. Mới sấy kia rồi. Ví dụ nó tổng lên đầm thì nó đứng luôn. Nhưng mà tóc anh mềm quá. Sau khi ba anh em tắm xong các bạn ạ, bây giờ là tiếp tục chương trình thức đêm cùng anh em. Anh em chốt đúng rượu nhỉ? Chốt rượu. Rượu đây. Đêm nay bác không ngủ, đêm mai bác ngủ bù đấy. Chết luôn. Đấy, theo chân ba anh em chúng tôi. Chương trình ngày hôm nay chỉ có ba anh em thôi anh em ạ. Ba anh em đi chill. Thử thách một đêm không thử thách một ngày một đêm không có các bạn gái. Ba ngày đi làm thì công ty đa số là các bạn nữ. Kiểu nhìn chán rồi, bây giờ ba anh em lên trên này nhìn nhau ấy. Và bây giờ cho chân mình đi nướng đồ mọi người nhá. Let's go. Anh cầm cái khóa để tí xuống xem có cần đèn thì lấy cái đèn. Sợ nó máy điện thoại anh nó bình thường nhưng mà máy của em sợ nó tối ấy. Cho anh em đi cái đường này cho nó chill đi. Anh em ạ. Đi đường này cho nó chill anh Đạt.
Đây là căn phòng của ba anh em chúng tôi mọi người ạ. Nó nhỏ thôi. Nhớ khung cảnh. Chính ra nhá. Cái chỗ này nhìn nó hoa thế này thôi, nhưng mà lên, nếu mà lên máy mà biết quay góc này đẹp phết đấy. Đẹp phết này, đây này. Quay bắt đầu từ góc này chiêu mà. Hay mà đúng không? Nhìn chiêu phết đấy. Này chính ra chỗ này có một cái lan can cho ngồi cà phê hoặc là chè cháo trên này nhỉ. Hợp lý đấy nhỉ. Anh Đạt không thích chiêu à? Sao đi này cho chiêu? Thì đi thôi, cứ đi thôi. Đi cho chiêu mà. Đấy cô. Công trình chưa hoàn thành em ạ. Tương lai của Hiếu là sẽ thuê lại chỗ này và trên này sẽ làm cà phê chill. Còn trên này nơi này, ngày mai trời sáng mình sẽ lên trên này quay review cho anh em xem nhá. Trên này vẫn có nhà ấy. Ok đấy nhá. Đây là Đát Đàn Đạt chứ. Anh bây giờ thấy nổi tên thì Đạt Mít rồi. Đạt Mít à? Không phải Đát Đàn Đạt nữa à? Ôi này này, từ trên này lên nhìn chiêu ấy. Nhờ. Mẹ cái chân máy đi thích. Ôi lấy cái chân của anh dưới kia kìa. Chân của anh dưới kia kéo dài được ấy. Phích ngụ. Cái chân này kéo dài được mà. Cái chân kia của anh nó dài hơn, phích được góc. Đẹp quá. Trời ơi. Mọi người dự tính là đi quay vlog ấy, nhưng mà khung cảnh trên này chill, không muốn quay vlog nữa. Góc ở trên này rất là đẹp nhá. Đạt Đạt. Hôm nay là ba anh em mình như là bao hết ở cái quán này. À quên, ở cái hôm này. Khu này. Khu này à? Bao hết khu này. Bây giờ mọi người nghĩ là bọn mình đi đi du lịch hay là đi đâu đó thì sẽ là ăn sẵn đúng không ạ? Vậy đâu em phải nhà nào cũng ít, nhà nào cũng ít, là
phải bình thường, thật sự lên cửa quận đông dây lắm em lên thì được quá các bạn chậm. Double to heel.
Anh em chúng tôi có hẹn là xuyên màn đêm. Nhưng bây giờ đồng chí Hiếu với đồng chí Đạt Mít tìm đường đi về phòng ấy. Có vào được phòng không anh? À rồi. Mời Hiếu. À quên. Anh say rồi. Mời Vinh vào phòng. Rồi này. Hiếu say rồi đi dép cả dép vào phòng đây này. Bây giờ xuyên màn đêm anh em mấy giờ rồi? Nhưng mà sao anh lại kéo chân rồi? À 12 giờ mình lại tiếp tục.